Chào các bạn đã trở lại với cái video học tiếng Anh của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ học về một chủ đề động từ có hai từ các bạn. To wish, verbs. To word, verbs. Động từ có hai từ. Và cái động từ có hai từ này chúng ta có thể tách biệt được là separable to word, verbs. Tức là động từ có hai từ có thể tách biệt được. Và tách biệt như thế nào thì chúng ta hãy xem ở phía bên dưới nha. Chúng ta có từ bring back, tức là mang trở lại, mang trả lại. Đây là động từ có hai từ, động từ bring và back. Và người ta gọi nó là động từ có hai từ, có hai từ. Bring back là mang trở lại. Chúng ta có từ call up là gọi, gọi điện thoại. Và chúng ta có từ put on. Put on là mang cái gì đó. Ví dụ mang quần áo, mang kính, mang giày, vân vân. Thì cái động từ đó là chúng ta gọi là put on. Và những cái động từ này nó có hai từ đi liền với nhau. Như vậy, những động từ này chúng ta gọi là động từ có hai từ. Bring back, mang trở lại, mang trả lại. Call up là gọi điện cho ai, gọi cho người nào. Put on là mang kính hay là mặc quần áo hay mang giày, vân vân. Đây chúng ta hãy coi cái cột ở giữa. Bring back the book. Bring back the book. Tức là mang quyển sách trả lại. Mang quyển sách trở lại. Hay là mang quyển sách trả lại. Call up Sally. Gọi điện thoại cho Sally. Put on your boots. Hãy mang đôi giày ống của bạn vào. Như vậy ở đây chúng ta có động từ bring back the book. Tức là mang trả lại cuốn sách. Chúng ta dùng cái từ trực tiếp cái từ này. Bring back. Và đi sau nó là một danh từ. Danh từ. Và bring back the book này chúng ta có thể viết lại bằng cách là đưa cái đại từ xen kẽ vào giữa hai cái động từ, giữa cái động từ có hai từ này là bring it back, tức là mang nó trở lại. Như vậy khi chúng ta đưa một cái đại từ xen kẽ vào đây thì nó tách biệt hai cái từ này ra, nên chúng ta gọi là separable, tức là có thể tách biệt được. Call up Sally, tức là gọi điện thoại cho Sally. Thì chúng ta có thể viết lại bằng cách là call her up, tức là hãy điện thoại cho cô ấy. Và chữ her này là một đại từ, nó được đưa vào ở giữa cái động từ có hai từ này là call up. Call her up, tức là hãy gọi điện cho cô ấy. Còn nếu mà chúng ta có thể cũng thêm viết call up Sally. Như vậy khi chúng ta dùng call up đi liền nhau thì phía sau nó là một danh từ. Và ở đây là danh từ riêng. Hãy gọi điện cho Sally. Rồi bây giờ chúng ta hãy coi cái này. Put on your boots. Hãy mang đôi giày ống của bạn vào. Thì chúng ta có thể viết lại bằng cách xen kẽ cái đại từ. Put them on. Hãy mang nó vào. Hãy mang nó vào. Và chữ them đây là thay thế cho cái boots. Vậy boots thì nó có hai cái, hai chiếc. Đôi giày ống thì nó có hai cái. Thì nó là số nhiều, chúng ta dùng chữ đâm, không thể dùng ít được. Như vậy, put them on, hãy mang nó vào. Như vậy khi chúng ta dùng những cái động từ mà put on, call up và bring back này, thì phía sau nó là một là đi, nó là một danh từ, danh từ, danh từ. Và chúng ta cũng có thể xen kẽ những động từ mà có hai từ này bằng cách xen kẽ vào giữa hai từ đó bằng một cái đại từ. Đây là đại từ. Đại từ đây, bring it back, hay mang nó trở lại. Chứ it đây là thay thế cho the book các bạn. Call her up, hay gọi điện cho cô ấy. Her đi thay thế cho Sally. Sally. Rồi, put them on, hay mang nó vào. Chữ đâm đây thay thế cho cái đôi giày ống. Push, push. Như vậy khi chúng ta dùng chữ it, her, đâm thì chúng ta có thể đưa nó đứng ở giữa hai cái từ của động từ, của động từ này. Như vậy nó tóm lại khi chúng ta dùng chữ bring back cái động từ này dùng trực tiếp thì phía sau nó là một danh từ. Call her Sally, put on your boots. Chúng ta cũng có thể sử dụng đại từ để thay thế khi nó đi liền với cái động từ có hai từ này là bring it back, call her up và put them on. Như vậy đây là những cái động từ có hai từ có thể tách rời nhau được. Bây giờ chúng ta xem cái mẫu câu bên trên nhé. When is the repairman going to bring back your TV? Khi nào thì người thợ sửa máy đó
sẽ mang cái tivi của bạn trở lại, sửa xong và mang trở lại cái tivi. Tivi đây là nó là một cái danh từ. Người B trả lời: He's going to bring it back. Anh ta sẽ mang nó trở lại. Mang nó trở lại. Chứ như vậy, chứ bring back này chúng ta có thể thay thế bằng một cái đại từ nó ngắn gọn hơn là bring it back, và chữ it này được thay thế cho cái tivi. Như vậy, he's going to bring it back sometime next week. Anh ta sẽ mang nó trở lại vào một cái lúc nào đó vào tuần tới. Như vậy, khi chúng ta dùng đại từ thì nó có thể được xen kẽ giữa cái động từ có hai từ đó, bring it back. Còn khi chúng ta dùng danh từ thì chúng ta có thể dùng trực tiếp bring back và sau nó là một danh từ. Như vậy chúng ta lưu ý cho cái chỗ này nhé. Như vậy những cái động từ này và những động từ gồm có hai từ, và chúng ta có thể tách biệt bằng cách sử dụng của nó, đi sau nó là một danh từ hoặc là xen kẽ nó là một đại từ. Bây giờ các bạn hãy nhìn lại cái mẫu câu nhé. Chúng ta có từ repairman là người thợ sửa máy móc đó. Repairman. When is the repairman going to bring back your TV? Khi nào thì người thợ sửa máy móc sẽ mang cái TV của bạn trở lại, mang trả trở lại? He's going to bring it back. Anh ta sẽ mang nó trở lại. Sometime, vào một thời điểm nào đó của tuần tới, next week. Như vậy ở đây chúng ta có từ bring it back, động từ ở đây là bring back là mang trở lại, và được xen kẽ ở đây là một đại từ it thay thế cho chữ TV. Và khi chúng ta dùng cái chữ bring back thì chúng ta có thể dùng đi sau nó là một danh từ, đây là TV nha các bạn, bring back your TV. Như vậy cái mẫu câu trong cái video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những cái động từ mà có hai từ như thế này, và chúng ta sẽ sử dụng nó trong cái lời nói nhé. Bây giờ các bạn hãy nhắc lại theo tôi mẫu câu này. When is the repairman going to bring back your TV? He's going to bring it back sometime next week. When is the repairman going to bring back your TV? He's going to bring it back sometime next week. Và đây là những tình huống mà chúng tôi gợi ý ra để mà các bạn có thể sử dụng với những cái động từ có hai từ nha các bạn. Bây giờ chúng ta hãy xem cái tình huống đầu tiên. When are you going to call up your cousin in Chicago? Call up, cái từ này tôi đã giải thích cho các bạn rồi, tức là gọi điện đó các bạn. Call up, chúng ta đọc nối là call up. When are you going to call up your cousin in Chicago? Cousin là người anh họ. Cousin là anh chị em họ đó các bạn. Nếu nữ thì là chị họ, mà nếu nam là anh họ. Như vậy khi nào thì anh sẽ gọi điện cho người anh họ của anh ở Chicago? Và chúng ta sẽ trả lời: tôi sẽ gọi cho anh ấy. Anh ấy ở đây là him nha các bạn. Him, đứng làm túc từ đó. Tức là tôi sẽ gọi cho anh ấy vào một lúc nào đó trong cái tuần tới. Thì chúng ta sẽ nói như thế này: I am going to call him up sometime next week. Như vậy chúng ta sẽ trả lời giống như thế. Bây giờ chúng ta hãy xem cái tình huống số 2. When is John going to fill out his income tax form? Chúng ta có từ form là cái tờ đơn. Income tax form là cái tờ đơn mà khai thuế thu nhập đó các bạn. Và chúng ta có từ fill out, tức là điền vào. Như vậy, khi nào thì John sẽ điền vào cái tờ thuế thu nhập của anh ta? Bây giờ chúng ta sẽ trả lời là anh ấy sẽ điền nó vào một lúc nào đó trong tuần tới. Điền nó, chữ nó đây là gì các bạn? Nó là thay thế cho cái từ tờ thuế đó. Thì chúng ta dùng chữ x nha, để xen kẽ chữ fill out, tức là fill out, fill it out, tức là điền nó. Chữ nó đây là cái tờ thuế thu nhập đó. Và chúng ta có thể dùng cái đại từ it ở đây để thay thế khi chúng ta đã hiểu cái tình huống nó đó là cái gì rồi. Và tiếp theo, when is Greta going to pick up her clothes at
The cleaners. Chúng ta có từ cleaners là cái tiệm giặt ủi các bạn. Ở đây chúng ta có từ pick up là lấy. Lấy. Khi nào thì Greta sẽ lấy quần áo của cô ta ở tiệm giặt ủi về. Lấy về. Và chúng ta chú ý cho chữ clothes là quần áo thì nó là số nhiều. Thì chúng ta dùng cái đại từ để thay thế ở đây là chỉ đồ vật, đây là them. Them. Nha. Và tiếp theo chúng ta hãy xem câu số 4. When is Maria going to pick out her wedding gown? Wedding gown là cái áo cưới đó các bạn. Và chúng ta có từ pick out là chọn. Cái từ này nó đồng nghĩa với chữ choose. Choose là chọn. Như vậy khi nào thì Maria sẽ chọn cái áo cưới của cô ta? Đi chọn mua đó các bạn. Nha. Và tiếp theo tình huống số 5. When are you going to put away your winter clothes? Chúng ta có từ put away. Put away là vứt bỏ các bạn. Hay là cất đi. Khi nào thì bạn sẽ cất những cái quần áo mùa đông? Tiếp theo. When is Peter going to bring back his library books? Khi nào thì Peter sẽ mang trả lại những cuốn sách mà anh ta đã mượn ở thư viện? Chúng ta có từ bring back là mang trả lại. Và tiếp theo câu số 7 nha các bạn. When is your landlord going to turn on the heat? Chúng ta có từ heat là cái máy sưởi nhiệt các bạn. Cái máy sưởi nhiệt. Cái máy này chúng ta bật nó lên thì để nó tỏa nhiệt ra cho nó ấm trong cái phòng. Và chúng ta có từ turn on là mở. Như vậy câu này nói là khi nào thì cái người chủ nhà sẽ mở cái máy sưởi nhiệt lên. Có thể người chủ nhà này là cái người chủ nhà cho mướn những căn nhà. Như vậy chúng ta có từ turn on là mở nha các bạn. Và heat là cái máy sưởi nhiệt. Tiếp theo. When is Margaret going to pull out her old magazines? Chúng ta có từ pull out là vứt bỏ các bạn. Old magazine là những tờ tạp chí cũ. Như vậy khi nào thì Margaret sẽ vứt bỏ những cái tờ tạp chí cũ? Trả lời, cô ta sẽ vứt nó vào một lúc nào đó trong cái tuần tới. Như vậy old magazine là số nhiều. Thì chúng ta, nó ở đây chúng ta dùng để thay thế giữa cái động từ mà có hai từ đó là chúng ta dùng cái từ them. Them, them nha các bạn. Và tiếp theo, when are you going to hang up your new portrait? Chúng ta có từ portrait là tấm chân dung, bức hình chân dung. Hang up là treo lên các bạn. Khi nào thì bạn sẽ treo cái tấm chân dung mới của bạn lên? Như vậy, chúng tôi đã giải thích cho các bạn những cái động từ có hai từ và những tình huống ở đây để các bạn có thể nói theo câu mẫu câu. Bây giờ các bạn hãy xem lại những cái động từ mà chúng tôi đã cung cấp trong cái tình huống vừa rồi nha. Chúng ta có từ call up. Call up là gọi điện thoại cho ai nha các bạn. Filled out. Fill out. Đọc nối. Fill out. Tức là điền vào. Điền chữ vào một cái tờ đơn nào đó. Một cái tờ khai nào đó. Chúng ta có từ pick up là lấy hay là mang cái đồ vật gì đó. Và chúng ta có từ pick out tức là chọn các bạn, chọn cái vật gì đó. Put away là cất hay là dẹp bỏ. Bring back là mang trở lại, mang trả lại. Và chúng ta có từ turn on là mở ở đây là mở điện, mở máy quạt, mở máy điều hòa không khí, thì chúng ta cũng dùng cái động từ này nhé các bạn. Mở máy vi tính vân vân. Turn on. Pull out là vứt bỏ, vứt ném đi. Và hang up là treo lên các bạn. Treo cái vật gì đó lên. Bây giờ các bạn hãy nhắc lại theo tôi những cái động từ này nhé. Now, repeat after me. Call up. Call up. Chúng ta đọc nối. Call up. Fill out. Fill out. Chúng ta đọc nối. Fill out. Pick up. Pick up. Chúng ta đọc nối. Pick up. Pick out. Pick out. Chúng ta đọc nối. Pick out.
Put away. Put away. Chúng ta đọc nối. Put away. Put away. Bring back. Bring back. Turn on. Turn on. Put out. Put out. Hand up. Hand up. Và bây giờ các bạn hãy nhắc lại theo tôi những tình huống này một lần trước khi chúng ta hỏi và trả lời theo cái mẫu câu nha các bạn. When are you going to call up your cousin in Chicago? When are you going to call up your cousin in Chicago? When is John going to fill out his income tax form? When is John going to fill out his income tax form? When is Greta going to pick up her clothes at the cleaners? When is Greta going to pick up her clothes at the cleaners? When is Maria going to pick out her wedding gown? When is Maria going to pick out her wedding gown? When are you going to put away your winter clothes? When are you going to put away your winter clothes? When is Peter going to bring back his library books? When is Peter going to bring back his library books? When is your landlord going to turn on the heat? When is your landlord going to turn on the heat? When is Margaret going to put out her old magazines? When is Margaret going to put out her old magazines? When are you going to hang up your new portrait? When are you going to hang up your new portrait? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nói nha các bạn. Tình huống số 1 như thế này là khi nào thì bạn sẽ gọi điện cho anh họ của bạn ở Chicago? Và cái câu này là câu người A nói rồi. Bây giờ chúng ta nói đóng vai người B thì tôi sẽ gọi điện cho anh ấy bằng cách dùng cái từ đại từ để xen kẽ vào cái động từ có hai từ đó nhé các bạn. Thì chúng ta sẽ nói như thế này. Chúng ta theo dõi. Tôi sẽ nói trước làm mẫu cho các bạn cái tình huống số 1 này. When are you going to call up your cousin in Chicago? Trả lời. I am going to call him up sometime next week. Nhé các bạn. Tức là I am going to call him up sometime next week. Bởi vì cái cousin này là anh họ thì chúng ta dùng cái đại từ him để xen kẽ giữa chữ call him up. Bởi vì là nam. Nha. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu câu số 2. Income tax form này, chúng ta thay thế bằng một đại từ ở đây là it nha các bạn. It. Để xen kẽ vào cái động từ fill out. Động từ có hai chữ này. Chúng ta bắt đầu. When is John going to fill out his income tax form? He is going to fill it out sometime next week. Câu số 3 nha các bạn. When is Greta going to pick up her clothes at the cleaners? Chúng ta cái từ clothes là quần áo là số nhiều thì chúng ta không thể dùng it ở đây nữa mà chúng ta dùng chữ them để thay thế nha các bạn và được xen kẽ vào chữ pick them up. Chúng ta bắt đầu nói lại ở tình huống số 3 này nhé. When is Greta going to pick up her clothes at the cleaners? She is going to pick them up sometime next week. Tiếp theo, tình huống số 4 nha các bạn. Cái wedding gown này nó là số ít thì chúng ta dùng cái đại từ ít nha. Nếu số nhiều, đồ vật số nhiều chúng ta dùng chữ them. Nếu mà anh ta thì chúng ta dùng him, mà nếu cô ấy thì chúng ta thì dùng her nha, để thay thế vào những cái động từ mà có hai chữ này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái tình huống số 4 này nha.
When is Maria going to pick out her wedding gown? She's going to pick it out sometime next week. Tiếp theo tình huống số 5 cho các bạn. Những quần áo mùa đông của bạn thì nó là số nhiều, thì chúng ta sẽ dùng chữ dump để thay thế, để xen kẽ vào cái chữ put them away nha các bạn. When are you going to put away your winter clothes? I am going to put them away sometime next week. Tiếp theo, tình huống số 6 nha các bạn. Chữ library books này, nó là những cuốn sách ở buồng ở thư viện. Thì chúng ta sẽ dùng cái đại từ thay thế đây là them. Them để thay thế cho những cuốn sách khi chúng ta xen kẽ vào của động từ có hai từ này. When is Peter going to bring back his library books? He is going to bring them back sometime next week. Tiếp theo. Câu số 7 này là when is your landlord going to turn on the heat? Khi nào thì cái người chủ nhà của bạn sẽ mở cái máy sưởi nhiệt? Người chủ nhà này chúng ta có thể dùng cái he hoặc là she đều đúng cả. Và cái máy sưởi nhiệt này chúng ta dùng cái đại từ thay thế đấy là it nha các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu với tình huống số 7 này. When is your landlord going to turn on the heat? She is going to turn it on sometime next week. Và tình huống số 8. Old magazines là những tờ tạp chí cũ thì nó là số nhiều. Chúng ta dùng chữ dump để xen kẽ vào cái động từ to pull out này nha các bạn. When is Margaret going to pull out her old magazines? She is going to pull them out sometime next week. Và câu cuối cùng. Cái portrait là bức chân dung là số ít nha các bạn. Chúng ta sẽ dùng ít để xen kẽ vào cái chữ hand up này nha. Chúng ta theo dõi nhé. When are you going to hand up your new portrait? I am going to hand it up sometime next week. Như vậy vừa rồi các bạn cùng với chúng tôi đã làm quen với động từ có hai từ và cách sử dụng của nó. Và trong quá trình nói các bạn có thể nói chậm, và khi chúng ta đã quen rồi thì chúng ta có thể đẩy nhanh cái tốc độ lên nhé. Như vậy cái bài học hôm nay của chúng ta tạm thời dừng lại ở đây và hẹn các bạn ở video tiếp theo. Thân ái chào các bạn.